Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang có mặt ở trên mạng Internet. Hôm nay lên mạng Internet, tôi xin hát kính tặng toàn thể quý vị và các bạn với một bài hát với nhan đề Đảng độc tài vô lương tâm bán nước. Bài hát sau đây tôi xin phản đối hoàn toàn cái hành vi bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì chỉ vì ích kỷ cá nhân của tập đoàn lãnh đạo Cộng sản muốn giữ chặt độc tài để ăn bám nhân dân, cho nên Đảng Cộng sản đã can tâm vô lương tâm bán nước cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong tương lai nếu như Đảng Cộng sản Trung Quốc mà nó cai trị được đất nước Việt Nam chúng ta, thì tôi tin chắc một chắn 100% trong tương lai, chỉ trong vòng 2 đến 30 năm nữa thôi, là toàn thể nhân dân Việt Nam chúng ta, Đảng Cộng sản Trung Quốc nó sẽ biến đất nước Việt Nam, biến nhân dân Việt Nam chúng ta giống như nhân dân Tây Tạng, đất nước Tây Tạng thứ hai trên bản đồ thế giới. Và khi đất nước Việt Nam chúng ta đã thành Tây Tạng thứ hai, thì nhân dân Việt Nam chúng ta sẽ chết non như nhân dân Tây Tạng, giống y như nhân dân Tây Tạng. 10 phần chết 7 còn 3. Và khi đó nhân dân Việt Nam chúng ta sẽ bị bọn độc tài Cộng sản Trung Quốc nó cai trị, nó áp bức, nó bóc lột. Nó sẽ biến nhân dân Việt Nam chúng ta thành một đàn cừu non để cho chúng nó thịt ăn dần. Và lúc đó nhân dân Việt Nam chúng ta, chúng nó không cần bắn chém giết gì hết, chúng nó sẽ giết bằng các hình thức khác cơ. Chúng nó không cần đập chết, chúng nó không cần bắn chết, mà chính xác chúng nó sẽ đầu độc nhân dân Việt Nam chúng ta, để cho nhân dân Việt Nam chúng ta chết non dần, chết mòn bằng căn bệnh ung thư, bằng tai nạn giao thông, bằng nghèo đói, bằng các kiểu, chết non các kiểu. Khi nhân dân Việt Nam chúng ta chết non đến một giới hạn nào đó là sẽ 10 phần chết 7 còn 3. Tôi xin hỏi thật Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng có thương nhân dân Việt Nam chúng tôi hay không? Nếu thương nhân dân Việt Nam chúng tôi, nếu sợ nhân dân Việt Nam chúng tôi giống như nhân dân Tây Tạng đấy, nếu sợ nhân dân Việt Nam chúng tôi, nếu thương nhân dân Việt Nam chúng tôi mà thương xót cho nhân dân Việt Nam chúng tôi, nếu sợ nhân dân Việt Nam chúng tôi chết non giống như nhân dân Tây Tạng, thì hãy tổ chức từ bỏ độc tài Cộng sản, từ bỏ độc đảng, xây dựng một sân chơi dân chủ đa đảng, có bầu cử tổng thống tự do đa đảng đàng hoàng. Khi đó nhân dân Việt Nam chúng tôi sẽ trở thành một thiên đường của cuộc sống, sẽ không còn chặt Trung Quốc nào nó sẽ sang xâm chiếm được nhân dân Việt Nam chúng tôi hết. Lúc bây giờ nhân dân Việt Nam chúng tôi sẽ làm đồng minh với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ giữ nền dân chủ cho đất nước Việt Nam. Chỉ có như thế thì nhân dân Việt Nam chúng tôi mới thoát được khỏi cái cảnh áp bức bóc lột của giặc phương Bắc Trung Quốc và độc tài Cộng sản Việt Nam. Và nhân dân Việt Nam chúng ta, toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ trở thành một thiên đường của cuộc sống, không còn tai nạn giao thông, không còn bệnh ung thư, và cũng chẳng còn nghèo nàn lạc hậu, không còn cái công lao động thấp tuyệt, ai ai cũng phải đi xuất khẩu lao động nô lệ tình dục sang Đài Loan, Hàn Quốc. Thế có đau đớn không? Ông Trọng ơi, ông Trọng hãy xây dựng sân chơi dân chủ cho đất nước Việt Nam chúng tôi, mau lên. Sau đây sau tôi xin hát kính tặng toàn thể quý vị và các bạn với bài hát Đảng độc tài vô lương tâm bán nước. Cớ sao người chạy đi
sông hạnh phúc. Hãy dừng sớm một đàn dân chủ tự do. Hãy dừng sớm một đất nước không theo tàu, để cho dân tôi được mãi mãi mạnh giàu. Làm một con dân của đất nước tự do, để cho dân tôi được mãi mãi mạnh giàu. Làm một công dân của nước Việt tự do. Thank you.